Vâng, mến chào các quý anh em nhé. Hôm nay Zipman quay trở lại và giới thiệu cho anh em xem một cây bật lửa. Cây bật lửa này khá là đơn giản nhưng rất là bền anh em nhé. Và nó đến từ cái thương hiệu Zoro. Đây, mở hộp này thì nó như thế này đây. Chiếc bật lửa này có màu trắng anh em nhé. Đây, nó như thế này. Về chất liệu của cây này nó là bằng đồng anh em nhé. Bằng đồng đây. Anh em nhìn có thể thấy cái mộc đáy này có chữ brass bên dưới đây anh em nhé, là nó là bằng đồng. Để sau rồi phủ một lớp chrome lên anh em nhé. Lớp chrome này có tên là kiểu như là satin anh em nhé, satin. Đấy. Giống như những trên cái cây mà satin của Zippo anh em ạ. Đấy. Nó tương tự như thế. Về cái độ bền của cái màu này thì nó rất là bền luôn. Anh em dùng thì nó cũng không thể bay màu được. Đấy. Thậm chí anh em dùng 5-7 năm nó cũng chưa chắc nó đã bay được cái màu của cái satin này anh em nhé. Trên mặt trước thì nó được thiết kế họa tiết như thế này. Những cái họa tiết này là nó khắc anh em nhé. Nó khắc mình nghĩ là khắc bằng mũi khoan. Và mình zoom một chút lên cho anh em xem này. Đấy, những cái mũi khoan tròn tròn này anh em nhé. Như thế này đây. Cái này thì nó khắc bằng mũi khoan mới được như thế này anh em nhé. Còn những cái đường này này đấy, nó cũng khắc bằng mũi khoan nhưng mà nó khắc không sâu bằng đấy. Bên dưới thì đây. Còn chỗ ngay bên góc bên dưới đây thì có thương hiệu Zoro anh em nhé. Mấy cái dòng Zoro này bán lẻ rất là kín. Bán lẻ cái này thì có 5 chấu. Trên đây cũng được mạ satin luôn, rất là đẹp, hai mũi hàn thì tròn. Về cái độ cầm xăng thì cây này cầm xăng tầm khoảng là 5 đến 7 hôm là cũng rất là ok anh em nhé. Đấy. Mặt sau nó đẹp, một màu bạc trông rất là đẹp. Và mộc đáy nó là mộc đáy lồi anh em nhé. Mộc đáy lồi sản xuất năm 20 ở Hồng Kông. Đấy. Brass là bằng đồng thau anh em nhé. Cái tiếng kêu thì đây, nó như thế này anh em ạ. Đấy, bên trong nó đây. Dày dặn. Dày của cái này là nó rất là dày và cứng cáp. Nó dày thậm chí còn hơn cả một cây Zippo Amor anh em nhé. Cái độ dày của nó là gần 1 ly anh em nhé, 0.83. Đấy, tức là gần 1 ly. Ruột của cây này thì bằng thép chuyên dụng anh em nhé. Kiểu như là inox ấy. Rất là bền luôn. Dòng này thì cổ đá nó sẽ là cổ đá thấp. Thấp hơn so với Zippo, cổ đá vẫn là bằng đồng. Còn cái bánh xe nó thì được cắt xéo anh em nhé. Như một lưỡi cưa, nên là rất là bén. Cái dòng này tuy là rẻ thôi, nhưng mà nó rất là bền. Anh em dùng quẹt quẹt như này thì nó cũng không kẹt bánh xe anh em nhé. Cái này thì nó rất là bền luôn. Giá cái này thì hiện tại shop đang phân phối giá chỉ là 350.000 thôi anh em nhé. Chỉ 350.000 thôi. Và có 5 cây đấy, anh em muốn lấy cây này thì nhanh tay alo cho shop nhé. Nhìn trong video nó thì không, màu này lên không đẹp bằng ở ngoài được. Đấy. Chỉ 350.000 thôi. Anh em cần thì nhanh tay alo nhé. Còn cần thêm thông tin gì khác thì cứ lên Google nhé, quả chữ zipman.vn. Vâng, kính chào tạm biệt.